Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ đập hộp cái bảo rương cô hồn cùng với bảo rương VIP. Thì nó mới ra cái bảo rương cô hồn mới đây. Thì từ hôm tối hôm qua thì phải. Không biết là tối hôm qua anh em đã update kiểu gì mà mình nó tận tới 12 giờ, gần 12 giờ mình mới thấy cái mấy cái bảo rương cô hồn này update lên cái kho đồ của mình. Đầu tiên thì mình sẽ nhận. Rồi các bạn nạp tầm 10.000 là các bạn có thể nhận được cái bảo rương cô hồn đến rồi, và vào shop thì các bạn có thể mua thêm bảo rương cô hồn đi với xác suất là một lần một ngày. Hôm tối thì mình không kịp mua, mình vừa nạp tiền thì nó đã điểm lúc 12 giờ luôn rồi, nên cái bảo rương cô hồn đi này mình chỉ mua được một cái. Đáng nhẽ là mua được hôm tối là mua được một cái, và đến hôm nay là mua được một cái nữa là hai cái, còn bảo rương cô hồn đến thì mình nạp hai lần nên mình được hai cái rồi. Ở cái này là rương đe thùng đơ, giới hạn là một lần, chúng ta có thể mua liên tục. Rồi cái này bảo rương RBK VIP thôi, mỗi thứ hai cái đi cho nó đồng điệu. Như thế thì chúng ta sẽ có x6, xem nó có bán gì nữa không. Hình như là không. Trời ơi, bán ngất linh manga này, vãi cả xoài, cái này ai mua rồi. Và chúng ta sẽ cùng vào đập hộp xem như thế nào. Rồi nhìn cái kho đồ này nó vàng lóa hết cả mắt anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng đập hộp và rương cô hồn đi. Duy nhất cái bảo rương cô hồn đi thì nó sẽ chỉ có một cái, đáng tiếc. Rồi chúng ta sẽ đập rương DE Thunder trước xem nó ra cái gì. Chắc chắn là DE Thunder rồi. Ủa 3 ngày rồi không được nhận được mảnh luôn. Cái này là cơ hội nhận được vĩnh viễn chứ không ra mảnh nhá. Cái này là hên xui nên mình nghĩ là chắc chắn các bạn nên mua hay không thì phải tùy. Ủa ôi, 7 ngày này được một mảnh, có xác suất ra mảnh luôn, rất là hay. Nhưng bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc. RBK ra sau dễ ra mảnh hơn em ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng giải thích về một chút về cái bảo rương cô hồn đi. Và bảo rương cô hồn đến thì các bạn mở ra sẽ có cơ hội nhận được trong những cái vật phẩm này được vĩnh viễn, như cung Zonda này, nỏ Transformer này, và lục đồ bò. Thế thôi. Lục đồ bò này chắc là thuộc dạng lửa chứ không phải băng. Chúng ta sẽ mở thử xem. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Ủa hết cả hồn. Mấy cái này thuộc dạng cho vui thôi, những anh em nào mà không có tiền để mở những cái không có tiền trải nghiệm những cái khẩu súng VIP thì nó sẽ cho như thế này. Bây giờ súng này sẽ chất đầy nhà. Ủa MG90 VIP thế này cắm lọ thế rồi, một phát cuối á. Ủa không trơn, đáng lòng em không nhận được khẩu lục đồ bò. Rồi bây giờ súng này nó chất đóng cái kho đồ của mình rồi anh em ạ, hết ra bên VNG đồ ngày. Rồi bây giờ đến rương cô hồn cấp tiếp đồ ngày, thắm thế à rồi. Em đồ ngày mắc nhiều ạ, bây giờ làm thao có cung Zonda luôn, rất tuyệt vời. Ép đạn được cái cung Zonda này, ép lên được cái này làm gì có ép đạn à, đùa. Cũng không ép đạn được. Để xem, mình sẽ test về khẩu gì đây. Mình sẽ bắn chơi thôi. Ôi, mấy khẩu này mình không hề xài luôn á, biết bắn sao bây giờ. Thôi chúng ta cầm cung vào chơi thử đi. Rồi cầm cung vào chơi chế độ gì ta, chế độ đấu đơn. Rồi mình sẽ vào test cho anh em xem. Thế mèo nào bây giờ không biết làm về khẩu gì ạ. Nhìn cái kho đồ mà chán vãi. Hai khẩu Thompson, hai khẩu RBK VIP. Sao nó em nó không cho vĩnh viễn luôn. Thế mới là cho ngày. Đáng thế à giờ. Xem cái gì đây. Đây ở trong này lại cho Thompson. Lại đồ ngày. Đen. Và những ai nạp tiền từ Google Play thì tức là nạp theo cái phong cách là nạp trên App Store ấy, thì các bạn ấn vào mức nạp tiền và ấn vào đây luôn ấy, thì đây nạp nó sẽ bị các bạn sẽ bị tốn đi các bạn
thất thoát đi 10 kim cương. Ví dụ như móc thấp nhất là sẽ tốn đi 10 kim cương. Ủa, mình ấn nhầm nút. Thôi ấn nhầm nút thôi mà. Có gì đâu ghê thế. Cái điện mọi hồi chờ nó loát. Vâng, sau khi bị ấn nhầm nút thì nó bị lỗi luôn nên mình phải tạm dừng mà thoát ra vào lại. Để mình nói một chút về các bạn cách ép đạn nha. Cách ép đạn thì các bạn hãy mặc vít vào. Thì như những cái dòng súng bị những cái dòng súng AK này thì nó sẽ ép đạn cho những cái dòng súng rifle hay là súng trường ấy. Đấy, các bạn ép như thế này thì nó sẽ cộng vào những cái dòng súng trường như thế này. Còn các bạn nếu mà muốn có thông sơn mà ép đạn thì các bạn ấy mặc thông sơn vào. Đấy, thông sơn thì ở level 2 hay là level 1 thì nó đều cộng cho nhau. Tại vì nó là dòng SMG nên nó thể cộng cho nhau. Như thế thì chúng ta có thể làm như thế với 3Z. Đấy, 3Z thì nó cũng phải mang như này. Còn các bạn muốn ép đạn cho cây nỏ thần thì mình không có nỏ ở đây, mình cũng không ấy. Các bạn thấy mang cho mình là 3Z Aurora thì đây, mình không có Aurora, chỉ là 3Z Iron Shark đấy. Thì các bạn mặc đấy, cái đấy vào và mặc cho mình thêm nữa là Diabolon Beast. Diabolon Beast sẽ cộng một viên và 3Z Aurora sẽ cộng một viên, thì rất là tuyệt vời. Đấy, thì ở đây là cái phương thức cộng đạn các bạn. Các bạn cộng đạn thì các bạn mặc vào 2-3 ô đồ và chỉ sử dụng một ô đồ thôi. Đấy, đấy, sử dụng một ô đồ như thế này. Đấy, còn hai ô đồ kia là chỉ mặc thôi. Đấy, như vào phòng thì nó sẽ cộng thêm đạn cho các bạn. Đấy, như mang khẩu RPK Inferno thì nó sẽ cộng lên 40 viên nếu mà mặc hai cái này. Nhưng mình mặc vào đây thì nó sẽ cộng lên 60 viên cho các bạn xem. Đấy, mình thì nó dị. Mình nó hơi bị lỗi nên nó cộng lên 60 viên đấy. Chứ thực ra thì chỉ có 40 thôi. Rất là dị. Rồi thì như thế thì tôi sẽ vào test xem cái cung như thế nào. Rồi, hồi trước thì mình cũng chưa có cái clip test cung. Bây giờ thì tôi sẽ vào test cung. Ok nhá. Test cung cho các bác xem. Ô, chết nhầm. Đấu lục mà. Rồi chúng ta sẽ chơi trắng sóng đi. Rồi ok, phòng cũng khá là ổn này. Mong là đừng có vào muộn. Đấy, có sai đâu, muộn 3 kill cũng ok. Sợ nhất là muộn tận 5 đến 9 kill, đúng là sấp mặt. Đấy, như thế thì khó đuổi lắm. Rồi, bây giờ còn 3 phút. Rồi, 3 phút thôi. Không biết lấy top được không đây. Cái này 3 phút thì chắc khó lắm đây. Rồi, ít nhất cũng phải full thời gian. Cái này không phải là một khẩu súng. Ủa, không phải là một cái vũ khí mà để chúng ta có thể đua top. Đâu rồi, thằng lục đồ bò. À, đúng rồi. hai cái vũ khí đều deadly như nhau, đều bay ra muộn như nhau. Nhưng mình nghĩ là cây lục đồ bò chắc là bay muộn hơn đấy. Rồi, deadly tí thôi mà. Đúng rồi, này thì ăn con hàng gì ấy. À, liếm hàng AK. Thì như là AK lúc nãy. À, toàn lục đồ bò ấy. Rồi, gần chết. Đúng rồi, từ 96 tiếp rồi, không giết được. Này dám KS của bố này. Này thích thể hiện này. Ôi, lục đồ bò thì cầm vào đây làm cái gì? Đồ to mà. Hay là thử thách độ nguy hiểm. Lục đồ bò thì mình rất thích. Và chỉ nên đi rank thôi. Còn đấu đơn thì mang vào. Úi ôi. Cái này thì cái này thì nó đục tường nó rất là vì diệu. Nên mà anh em hạn chế gặp cái đấy thì đừng có nấp sau tường. Đấy, lại nguy hiểm với tôi. Lại nguy hiểm với tôi này. Cũng phổi lại lục đồ bò. Đầu ra mà lắm thế hả rồi. Người thì mằn không có mà người lần không có mà người xài không hết. Ơ cái điện mợi. Thế phải tự dưng cắm mặt vào. Úi dồi, không tới rồi. Nếu mà được cây lục đồ bò thì tuyệt vời ấy. Thì dành nó đục cái phê. À, nếu mà những thanh niên khác mà đồng C4 thì anh em cũng biết rồi. Rất nhiều anh em hay nấp. Cây này thì chuyên trị là phá những ấy cái chỗ mà nấp. À, ủa ôi, bốc lô mày. Cái điện mới rồi, còn 12 tiết. Khắm thọ. May mà thanh niên đấy thay đáp. Không thì mình sẽ sấp mặt. Đây. Làm gì đấy em ấy. Thôi, thanh niên không biết đang làm cái gì.
Ủa, lại nguy hiểm với tôi này. Bị bắn chết hai lần. Rồi, nguy hiểm này. Thôi, xin thế là rồi. 12 tiết, ăn được 3-4 mạng. Ô, tiêu tí nữa, mình liếm được hàng rồi này. Không biết đâu rồi. Đây này, rồi, thấy cái mặt lấp ló ra rồi. May mà mình phát hiện kịp. Mình bán C4 nên cảm giác là biết người ta lấp ló có cũng rất là dễ. Biết bạn rồi. Úi dồi, nó ăn tận 2-3 thằng luôn kìa. Ghê vãi nồi. Khiếp. Ở cây đấy thì bị áp sát là một cái điều sai lầm. Nó dã man lắm. Nhưng đổi lại thì nó bị deplay, nên nếu các bạn giết được người thì nếu người ta bắn tốt thì người ta cũng giết được các bạn thôi. Úi dồi, xuống cái nào. Đâu rồi? Ô, gần hết giờ rồi mà tự dưng con hàng chạy đâu? À, đây này. Rồi, gì cơ? Úi dồi, ghê thế, mới giết nó. Không biết là mình mới giết nó hay ai. Đây. Nếu các bạn cảm giác mà bắn không tốt thì cứ nhấp 2 phát thôi. 2 phát thì kiểu gì cũng gần chết. 2 phát thì chết luôn ấy, 1 phát thì gần chết. 2 phát yếu bằng 1 phát mạnh. Đấy, hết giờ rồi. Ở chắc là mình sẽ kết thúc clip này. Các bạn xem thì thấy hay, quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Bye bye.